Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 7, tồn kho giảm đẩy Arabica tăng mạnh, Robusta trong nước và thế giới trái ngược nhau. Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 7 trong khoảng 35.400 đến 36.300 đồng mỗi kg. Tuần này giá cà phê tại các địa phương trong nước giảm trung bình 200 đồng mỗi kg, trong khi thị trường thế giới đồng loạt tăng. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 35.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư m g a đã là giá cà phê hôm nay ở mức 36.300 đồng mỗi kg. Tại huyện Y.H.Leo, Đà Lạt, Buôn Hồ, đã là giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 36.200 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 36.200 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 36.100 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 36.200 đồng mỗi kg, chứ Prong ở Pleiku và Lager dai cùng giá 36.100 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 36.200 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Như vậy, tuần này giá cà phê tại các địa phương trong nước giảm trung bình 200 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 tăng 11 USD mỗi tấn ở mức 1.767 USD mỗi tấn. Giao tháng 11 năm 2021 tăng 6 USD mỗi tấn ở mức 1.756 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 tăng 4,3 CLB ở mức 161,35 CLB. Giao tháng 12 năm 2021 tăng 4,2 sen LB ở mức 164,1 sen LB. Giá cà phê Robusta trở lại xu hướng tăng với khối lượng giao dịch khá thấp tới mức trung bình, nguyên nhân do là sự kinh doanh mức giá cách biệt giữa hai sàn. Bên cạnh đó là mối lo nguồn cung bị chậm trễ vì cước phí vận tải biển tăng quá cao. Với cà phê Azabica, ngoài mối lo về xương giá, báo cáo tồn kho cà phê hạt, GCA ở Bắc Mỹ sụt giảm tới 18,2% trong tháng 6 năm 2021, xấp xỉ với mức thấp 5,51 triệu bao được báo cáo hồi tháng 6 năm 2015, đã đẩy giá mặt hàng cà phê này tăng trở lại. Tổng hợp tuần này, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 tăng thêm 23 USD mỗi tấn, giao tháng 11 tăng 34 USD mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 tăng 9,85 cent giao tháng 12 năm 2021 tăng 9,75 sen LB. Trong các tháng 7 và 8 hàng năm, thị trường hàng thực giảm sôi động do các nhà kinh doanh vào kỳ nghỉ. Tháng 9, người mua và người bán bắt đầu dò giá và chào hàng. Thị trường đang lo mùa hè này giao dịch sẽ yên ẳng hơn. Thậm chí tháng 9 chưa chắc sẽ sôi động nếu như người mua và người bán chưa chấp nhận giá cước tàu biển. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 7 đi ngang, thấp nhất 72.000 đồng mỗi kg, thị trường phản ứng tiêu cực. Tính đến 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7, giá tiêu giao ngay tại sản chi, Ấn Độ ở mức 42.000 rupi tạ, cao nhất, 41.950 rupi tạ, thấp nhất, không đổi so với phiên trước đó. Cập nhật giá tiêu thế giới Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tính đến 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7, giá tiêu giao ngay tại sản chi, Ấn Độ ở mức 42.000 rupi tạ, cao nhất, 41.950 rupi tạ, thấp nhất giảm nhẹ so với phiên trước đó. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với Rupee Ấn Độ được ngân hàng nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021 là 311,13 Việt Nam đồng INR. Giá tiêu trong nước. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 72.000 đến 75.500 đồng mỗi kg tại các địa phương. Cụ thể giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 72.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai, 72.500 đồng mỗi kg, Đà Nông, Đam Lát 73.500 đồng mỗi kg, Bình Phước, 74.500 đồng mỗi kg và Bà Rịa, Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 75.500 đồng mỗi kg. Trong tuần này, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định, tương tự đó là tiêu Brazil và Ấn Độ thị trường ghi nhận sự tăng thêm của tiêu xuất khẩu Malaysia, trong khi Indonesia giảm nhẹ do nước này đang trong mùa thu hoạch. Một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nữa cũng ghi nhận giá tiêu tăng trong thời gian qua là Campuchia. Nước này đã xuất khẩu hơn 4 triệu, 454.505,33 tấn nông sản trong nửa đầu năm 2021, bao gồm cả hạt tiêu, tăng 84,64% về lượng so với con số 2 triệu, 412.000. 522,61 cùng kỳ năm ngoái, đạt trị giá hơn 2.571 tỷ USD, được vận chuyển đến 62 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Chủ tịch Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia, cpssm Akani cho biết, Việt Nam sẽ đặt hàng một số lượng tiêu lớn từ Campuchia để bổ sung vào kho dự trữ. Chính vì vậy giá tiêu Campuchia sẽ cải thiện từ năm nay trở đi. Trong nước tuần qua, Thị trường vẫn đang phản ứng tiêu cực sau khi Tổng cục Thống kê công bố sản lượng hồ tiêu năm nay của Việt Nam tăng cao so với năm ngoái, mức giá cao nhất 75.500 đồng vẫn được ghi nhận ở Bà Rịa Vũng Tàu, các thị trường như Gia Lai, Đồng Nai có sự biến động giá nhẹ ở mức 500đ/kg. Thời gian này, vườn hồ tiêu ở các tỉnh đang trong giai đoạn cuối kỳ ra hoa. Tuy vậy, thời tiết thất thường khi mưa đến muộn, thời tiết khô, nóng, mưa ít, độ ẩm thấp nên ảnh hưởng đến việc đậu hoa trái của hồ tiêu. Chính vì vậy, dưới đầu cơ lo ngại sản lượng năm sau tiếp tục sụt giảm, điều này sẽ giúp giá tiêu tiếp tục dự báo tăng trong dài hạn.